Hôm nay thì con nhận được quà của gia đình cô Nha Phạm, chuyến xe không đồng gửi đến đây những cái món quà thực phẩm, cá, rau củ để chia sẻ cho bà con Bình Thành. Thì bây giờ thì chị em đang chia quà ra để gửi đến cho dãy nhà trọ. Thì con cũng xin cảm ơn cô Nga Phạm và gia đình chuyến xe không đồng Thanh Toàn Lani đã gửi đến những cái phần quà để giúp cho cái bà con trong cái mùa dịch này. Thì khu Bình Thành này phong tỏa từ ngày 7 tháng 7 cho tới nay thì cũng là 3 tháng rồi. Thì cũng cảm ơn gia đình nhà cô Nga Phạm chuyến xe không đồng đã giúp đỡ cho bà con. Đây bây giờ là cái vùng này phong tỏa cho nên là không có vào được và phải đưa quà ra cho bà con trong hẻm. Ở đây thì F0 nhiều cho nên mình phải đưa quà cho bà con. Đây là các F0 bên bên vợ chồng nha. Thuốc ăn rồi lấy hưởng nha. Khu Bình Thành mình thì phong tỏa từ ngày 7 tháng 7 cho tới nay không là cũng 3 tháng rồi, thì bà con cũng rất là khổ cho nên là hôm nay thì chuyến xe không đồng gửi những phần quà đến đây để trao cho bà con. Thì con cũng xin thay mặt bà con ở đây cảm ơn gia đình nhà cô Nga Phạm chuyến xe không đồng Thanh Toàn Lani đã gửi đến cho bà con những cái món quà thực phẩm ý nghĩa như thế này. Xin cảm ơn gia đình cô Nga Phạm và chuyến xe không đồng rất là nhiều. Mỗi phần một bịch cá.
ăn ngay nha. Rồi, ok. Dạ. 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 Chị chạy tới rồi kìa. Dạ, chạy tới. Dạ, chạy tới kìa, bà con. Bích lạnh thằng con đó. Ô, ô, chê không cho tấm đèn à. Đây. Cái phòng này của phụ thằng này nè. Lấy chưa? Lấy rồi hả? Rồi đây. Ba cái phòng này của ai? Ở Châu đó, của chị Châu đó. Dạ, chị Châu đâu? Đâu? Rồi, Út Tỷ đấy chưa? Thấy rồi hả? Vậy là phòng của thằng Cảnh.